Lịch thi đấu vòng bán kết AFF Cup 2022. Sau vòng đấu bảng, 4 đội bóng xuất sắc nhất đã giành vé vào vòng bán kết AFF Cup. Đánh bại Myanmar với tỷ số 3-0 trên sân Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam đã giành vé vào AFF Cup 2022 với ngôi nhất bảng B. Cùng thành tích bất bại và không để thủng lưới bàn thua nào, sau 4 lượt trận, đội tuyển Việt Nam giành được 10 điểm, 3 thắng, 1 hòa, ghi được 12 bàn thắng và sẽ gặp tuyển Indonesia nhì bảng A ở vòng bán kết. Theo lịch thi đấu, tuyển Việt Nam sẽ đá trận bán kết lượt đi trên sân Indonesia vào ngày 6 tháng 1, trước khi trở về sân nhà đá trận lượt về vào ngày 9 tháng 1. Trong khi đó, đội tuyển Malaysia cũng đi tiếp sau khi có chiến thắng tưng bừng 4-1 trước Singapore. Trận đấu trên sân nhà và sẽ gặp Thái Lan ở trận bán kết 1 của AFF Cup năm nay. Khép lại vòng bảng, Malaysia có 9 điểm sau 4 lượt trận, giành vị trí nhì bảng B và được đánh giá là đối thủ xứng tầm của Thái Lan ở giải đấu năm nay. Đội tuyển Malaysia sẽ đá trận bán kết lượt đi trên sân nhà vào ngày 7 tháng 1, sau đó hành quân đến Thái Lan đá trận bán kết lượt về vào ngày 10 tháng 1. Theo Daily News Thái Lan, đội bóng vô địch AFF Cup 2022 sẽ được nhận mức thưởng 300.000 đô la, 7,1 tỷ đồng. Số tiền thưởng dành cho đội vô địch ở giải đấu năm nay tương đương với AFF Cup 2020. Trong khi đó, đội Á quân AFF Cup 2022 nhận mức tiền thưởng 100.000 đô la, 2,3 tỷ đồng. Hai đội bị loại tại bán kết nhận 50.000 đô la, 1,18 tỷ đồng. Tại AFF Cup 2020, sau khi giành chức vô địch, đội tuyển Thái Lan đã nhận tới 46 triệu bạc, hơn 31 tỷ đồng từ các doanh nghiệp, mạnh thường quân trong nước. Lịch thi đấu bán kết AFF Cup 2022, bán kết lượt đi, ngày 6 tháng 1 Indonesia Việt Nam, ngày 7 tháng 1 Malaysia Thái Lan, bán kết lượt về, ngày 9 tháng 1 Việt Nam Indonesia, ngày 10 tháng 1 Thái Lan Malaysia.